Chào mừng các bạn đã tới với livestream Vẽ Chân Ma của chú Hoài Bảo. Hãy share cái livestream này rộng rãi nha cả nhà yêu. Các bạn ơi, các bạn share livestream ủng hộ Bảo nha. Đủ 3.000 bạn mới sẽ được kể chuyện ma nha. Đóng hơi rình luôn. Hello sợ chờ. Hello Tường Vy, hello Nguyễn Tấn, hello Nguyễn Thị Yến Nhi Vi, hello Thư, hello Phạm Hoàng Yến Nhi. Các bạn ơi, các bạn hãy share livestream này ủng hộ Bảo nha. Đủ 3.000 bạn mới bắt đầu kể chuyện ma cho mọi người. Và hôm nay những chuyện ma ngày hôm nay nó cũng khá là hay, hấp dẫn và rất là trời ơi đứt khỏi mọi người. Cái đầu của Bảo này nó dơ quá mọi người, cho nên là nó làm cho cái mặt của Bảo nó, nói chung là nếu chúng ta đẹp hay không nó còn quan trọng ở cái việc là tóc của chúng ta có đẹp hay không mọi người. Tóc chưa gội đầu á mọi người, cho nên là nó bết bết thấy khó chịu á. Alo John CEO mọi người, xe đã chia mọi người, xe rộng rãi nha mọi người, xe nhiệt liệt mọi người. Mọi người kê xe nhiều cái cho Bảo hú hồn mọi người. Hello Trí, hello Bảo xinh đẹp, hello Trí nha. Hello ụt ịt, hello Trần Minh Quân, hello Linh Chu, hello tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với livestream của chị Ba của chú Hoài Bảo. Anh Nhon, các bạn ơi, các bạn share livestream cho Bảo nha. Đủ 3.000 bạn mới sao được cái chuyện ma nha. Hello Văn Ngọc Bảo Trâm, dạo này kinh doanh sao rồi em? Dạo này em kinh doanh sao rồi? Dạo này thấy càng ngày càng đẹp lên nha. Má đúng gái, kiểu như là càng ngày càng lớn, càng trổ bông, trổ mã đồ á. Hồi lúc mà nhớ là ngày nào còn nhìn em ở bên Gò Vấp á, nhớ cái đợt mà anh đi Gò Vấp, cái anh gặp em ngoài đường, ngoài đời á, em gặp anh ngoài đời á, giờ hai anh em mình khác lắm, giờ mà gặp lại nhau chắc khác lắm luôn á em. Hello Thảo Như Nguyễn nha. Hello Chi A Min, Chi A Min, Chi A Min, what the fuck Chi A Min with me? Là nghĩ là sao em? Chi A Min, tên tiếng Hàn của em là Chi A Min, một cái tên không hiểu, em tên nó không hay lắm. Em hay em ghi đại vậy ba. Các bạn ơi, share livestream nha. Đủ 3.000 bạn mới sẽ đồng kể chuyện ma cho mọi người. Và những cái câu chuyện ma của ngày hôm nay rất là hay luôn mọi người. Có quỷ ba trời á, có quỷ bám, quỷ lùm lùm la mọi người. Nói chuyện hôm nay cũng rất là kinh khủng mọi người. Có những cái câu chuyện mà rất là thảm kịch luôn mọi người. Các bạn ơi,
Đúng rồi, hai anh em mình rất là khác mà. Anh cũng khác lắm á. Gái nữa xém quên là vậy là không được nha. Bỏ băng Chí Thịnh, em mà ai quên em quên là không được đâu nha. Bỏ băng Chí Thịnh không được quên nha. Hello Nguyễn Dung. Hello quên Trần. Chỗ tên gì tên kỳ ở Quyên hả? Ở Quyên Trần, đúng rồi. Tao đọc lộn, xin lỗi. Rồi hello Thịnh nha. Bao nhiêu phút rồi? Thôi Bảo kể luôn đi ha, 5 phút rồi nè. Hello Võ Đình Huy Bảo nha. Hello Kiều Trân nha. Hello bạn Tha nha. Hello Mỹ Phụng nha. Rồi. Rồi bây giờ Bảo sẽ bắt đầu kể chuyện nha. Thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là những cái câu chuyện vụn nhặt của một con của một cô bé tên là Trâm. Thì cái cô bé Trâm này nè, chỉ kêu là Bảo nói là anh Bảo có thể đọc tên em là Trâm là được rồi. Anh Bảo không cần đọc tên họ của em. Thì cái cô bé Trâm này nó kiểu như là con bé nó rất nhặt rất là nhiều chuyện ma của người trong gia đình nó. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, mình sẽ xin phép được đặt tên đi. Câu chuyện đầu tiên là của bà Lê, của gia đình bà Lê. Ở trong gia đình của cái bạn Trâm, của con bé Trâm này thì kiểu giống như là dòng họ dòng tộc từ bên ngoại bên nội, rồi nói chung là có dây mơ rễ má với cái bà Lê này. Thì cái bà Lê này á, bà có ba người con, mà ba người con trai. Thì thường thường đó là ba mẹ con, có nghĩa là bốn mẹ con luôn á, là tính cả mẹ là bốn người á, thì thường sẽ chạy một cái xe kiểu như là các bạn biết đó, là cái xe mà nó không phải là cái xe nó không phải là cái xe bò, cũng không phải là cái xe kia xe hơi, mà dạng như là cái xe nó có nguyên một cái giống như là xe chở hàng vậy đó. Thì ở bên đây là nó có hai bên để cho hai người ngồi, và một người ngồi đây lái xe. Cái đầu xe á, mình cầm á, thì nó y chang như là cái xe máy vậy đó, nhưng mà nó là nguyên một cái xe hơi bự. Và thí dụ hai người ngồi đây đi thì một người lái, thì có một thằng, có một một trong những anh em sẽ ngồi ở phía xe đằng sau lưng mình. Nó có cái chỗ đó gọi là cái gì mà em quên mẹ rồi, chắc cái tủ hả, cái đằng sau xe nó có cái khoảng trống á để nằm ở trển. Thì thường thường á là bốn mẹ con á sẽ dùng cái xe đó để đi bán hàng. Cái ngày hôm đó hả, từ đâu mà đi lên trên Bình Phước bán hàng á thì không biết, thì chuyện nó cũng xảy ra lâu rồi mà hả, bốn mẹ con đi bán hàng gọi là toàn là đi ban đêm không à các bạn. Thì cái hôm đó là chuyến đi từ đâu á, Long An hay là cái gì đó, mà đi từ Long An hay một nơi nào đó mà quên rồi, mà đi lên trên Bình Phước để bán hàng. Thì đang đi gì nè mà cái việc mà bốn mẹ con gặp ma là gặp hoài luôn. Các bạn biết hả, đi giữa đêm mà khuya, đêm khuya thanh vắng nha, đang đi ra ngoài một cái hello Ngọc Trân Lê Hoàng Bảo Thái Trân nha, đi chơi vui vẻ nha. Rồi giờ tiễn các bạn mới đi chơi rồi, bây giờ Bảo sẽ hả kể tiếp. Đang lái xe đi trên đường như vậy nè, thì tự nhiên thấy ở ngoài ở phía ven đường á có một ông lão, mà cái ông đó nhìn tại sao biết ông lão, tại vì cái tướng nó là khom khom, mặc quần áo là thùng thình, áo sơ mi thùng thình, rồi cái quần lửng á, thì thấy cái ông đó đang nhặt rác. Thì nhặt rác là bình thường đi đúng không, không có gì hết, nhưng mà bốn mẹ con thấy ông này không có đầu. Là vừa không có đầu mà sao có thể nhặt rác được mọi người. Không có đầu mà thấy đường mà nhặt rác. Đó là chuyện thứ nhất. Rồi chuyện thứ hai á là bốn mẹ con này đi á, thì có bữa hả đêm đang đi vậy nè, thì tự nhiên thấy có một bà già bà cầm cái nón bảo hiểm. Rồi xong hả, già rồi nha, cầm một cái nón bảo hiểm, xong rồi quắt tay vậy nè mọi người, quắt tay vậy nè, để kiểu giống như là đi nhờ, ban đêm đi nhờ. Nhưng mà là do bốn mẹ con này á là thường xuyên bị ma nhát vào buổi đêm, tại vì hay đi bán đêm á, thường xuyên bị ma nhát vào buổi đêm, là nhìn bà này là biết hả, là bà này không, kiểu như là nhìn là biết là ma rồi, ma chọc ma chê rồi, cho nên hả là cứ các bạn nghĩ đi nửa đêm thì có bà già cầm nón bảo hiểm đi giữa đêm, ví dụ mà nhà bà ở đâu, ai chạy xe tới chở bả ở đó mà thả bả ở đó để bà cầm nó bảo hiểm, nó vô lý không? Thì bố mẹ con này bỏ qua luôn, cũng không có kiểu mà giống như là giúp đỡ bà đó. Cái xong rồi lúc đó thì bắt đầu hả đi xa bà đấy xíu rồi đó, thì tự nhiên nhìn vô trong cái gương chiếu hậu của xe á, trời ơi, bố mẹ con thấy bà đó đang bay
bố mẹ con thấy bà đó đang bay, kiểu mà giống như là đang cố gắng bay lại cái xe á, mọi người thấy ghê lắm. Mà bà đó nhe nanh ra mắt đỏ thấy ghê lắm, xong rồi bố mẹ con ba giờ bốn cẳng đạp xe nhanh thiệt nhanh rồi để đi chạy đi, chạy đi hả, đi tới cái chỗ bán cho nó nhanh hơn luôn, chạy đi bán tới chỗ bán cho nó nhanh luôn. Mà vừa đi mà vừa đọc kinh, mà kiểu mà giống như là do là bố mẹ con này là bố mẹ con diễn là đạo Chúa á, cho nên hả là chỉ hả đọc kinh của Chúa thôi, mà khi mà đọc á thì hả quay qua quay lại thì không có thấy bà đó nữa. Xong rồi cái đó là chuyện ma sương sương, chuyện ma nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ tới cái chuyện ma này nè, kiểu như là người nhà báo, người nhà nhờ người khác báo cho gia đình biết là hả đem di ảnh của người nhà về. Cái chuyện là như vậy, cái chuyện này cái chuyện nhà của bé Trâm luôn, thì hả bé ba của bé Trâm á có một người chị, có nghĩa là cái người chị đó là người chị cùng cha mà khác mẹ với lại ba bé Trâm. Thì cái bà đó là bà chết rồi, cái bà đó là bà chết lâu rồi. Còn hả là lúc ngày trước á thì mẹ của bé Trâm luôn, mẹ của bé Trâm sau khi lấy ba bé Trâm thì có sảy một người chị của bé Trâm, có nghĩa là sảy một cái thai nhi đó. Thì cái ngày hôm đó là ngày chuyển nhà, chuyển từ một cái nhà này sang một cái nhà khác ở. Gia đình bé Trâm chuyển từ một cái nhà này sang nhà khác ở. Thì khi mà chuyển tới á, thì mới bắt đầu gọi là giống như là mời anh em, thì bạn mời bạn của ba bé Trâm tới để nhậu, kiểu như là nhậu để gọi là giống như là rửa nhà mới này kia, mình ở nhà mới này nọ. Thì mời và mấy anh bạn của bạn, anh bạn của hả ba bé Trâm. Thì anh bạn của ba bé Trâm á, mấy cái ông này á là làm công an, nhưng mà làm công an mà làm vào cái kiểu như là làm khám nghiệm tử thi á mọi người, khám nghiệm tử thi. Và nói chung là làm về cái việc mà khám xét tử thi á, thì mấy cái ông này kiểu như là cũng tâm linh lắm, mà mấy ông này hả thường xuyên khám nghiệm tử thi vậy á, cho nên là mấy ông này hả tiếp xúc với lại xác chết rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà mấy ông này thấy ma là chuyện việc rất là bình thường. Thì tự nhiên đang ngồi nhậu vậy nè, trong đó có một ông, mình xin phép được đặt tên nha, đang ngồi nhậu vậy nè, trong đó có một ông tên là Duy Nguyễn. Có một ông tên là Duy Nguyễn, thì cái ông Duy Nguyễn này nè đang ngồi nhậu, tự nhiên ổng la lên kêu là: "Ủa, nhà mày có thờ cúng ai không? Tại sao không đem di ảnh của người ta về?" Thì cái lúc này á, ba của bé Trâm mới sực nhớ ra, sau khi mà nghe cái ông Duy Nguyễn nói này, ba bé Trâm mới sực nhớ ra là à, có thờ cái người chị mà cùng cha khác mẹ với lại ổng á. Thì ổng mới nói là tại vì do chuyển nhà cho nên để quên cái di ảnh của bà ở đó rồi, tại vì tôi chưa chuyển nhà qua hết. Cái xong rồi cái ông Duy Nguyễn này ổng mới kêu là tao mới thấy có một cái bà nào đó, bà mặc áo trắng, bà đi vô trong cái phòng đó kìa, là ổng chỉ cái phòng đối diện luôn, là cái phòng đang mở cửa, bà ngồi lên trên cái võng á, bà dắt theo một cái đứa bé gái, bà ngồi lên trên cái võng mà bà dắt theo một đứa bé gái. Thế xong rồi bà nói với tao á là kêu mày á, bà nói với tao là nói với cháu tôi á là đem cái di ảnh, nói với cháu tôi là để gì, nói với hả là em trai tôi lộn, nói với lại em trai đúng không ta, đúng rồi, nói với lại em trai của tôi là đem cái di ảnh của tôi về thờ đi, chứ đừng có để tôi ở đó như vậy. Tại sao nó đem hết tất cả bàn thờ về rồi tự nhiên nó chừa cái di ảnh của tôi chi vậy, nói vậy á mọi người. Mà bả còn dắt theo một cái đứa bé nữa, một đứa bé gái nữa. Thì cái đứa bé gái đó là đứa bé mà con của mẹ bé Trâm bị sảy thai á. Rồi xong mà cái ông nó vừa nghe vậy xong ông nó tức tốc, ông nó vừa nghe vậy xong là ông nó tức tốc chạy về nhà đem cái di ảnh của cái bà đó về liền luôn. Tự nhiên hả đem hết quyển bàn thờ về, tự nhiên để lại cái di ảnh của cái bà đó. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này đó là cái câu chuyện của bé Trâm gặp. Thì chuyện này vậy nè, bé Trâm á đi là kiểu như là cái ngày hôm đó là đi qua nhà bạn chơi, đi qua nhà bạn chơi nha, chơi xong xem phim ở đó cho đã xong. Tại vì ở nhà thì bé Trâm không có được xem phim, kiểu như là các bạn hiểu không, ba mẹ không có thấy mình học á, cứ thấy mình xem phim hoài á, cái kiểu mà cấm không có cho xem phim, không có chơi net á, cho nên bé Trâm đi qua nhà bạn chơi có dịp cái bé Trâm ở đó, cái bé Trâm xem phim hoài cho tới tối thui tới mịt rồi bé Trâm đi về. Thì trên đường bé Trâm đi về á, cái đường đó của bé Trâm là đường vắng lắm, tại vì bé Trâm ở dưới quê á, cho nên hả là buổi tối về là đường cực kỳ vắng luôn, các bạn cũng biết rồi, ở dưới quê 6 giờ là bắt đầu nó tối thui tới mịt luôn rồi, chứ không phải là trên Sài Gòn mình là 6 giờ là còn sớm á, mọi người vẫn còn đang chưa có tới giờ để nhảy đầm á mọi người. 6 giờ ở trên Sài Gòn là chưa có tới giờ để mọi người thức dậy nữa, mọi người đợi 10, 11 giờ bắt đầu mới sửa soạn rồi đi nhảy đầm á mọi người, 6 giờ tới bắt đầu ngủ rồi.
Thì bắt đầu bé Trâm đi trên, bé Trâm đi về, thì trên đường đó cái đó thì có một cái anh, có một cái anh kia, anh chạy xe máy nha, anh chạy xe máy, anh chạy cùng, ban đầu là anh chạy cùng hướng với bé Trâm, thì bé Trâm đi bộ, bé Trâm thí dụ đi thẳng hướng này đi thì anh cũng chạy cùng hướng với bé Trâm luôn, nhưng mà không hiểu sao mà lúc đó anh quay đầu xe lại, lúc đó thì anh mới bo cua, anh quay đầu xe lại vậy nè, rồi anh đi đi vô cái hướng đi sát bé Trâm luôn, thì lúc này bé Trâm mới né ra, bé Trâm mới thấy vậy, bé Trâm mới né ra, mặc dù đường rất rộng nhưng mà kiểu như người ta ngựa ngựa, ta thấy đường rộng người ta bo cua cho nó rộng ra, tại ta thấy đâu ai đi đâu, cho nên người ta lấy xe con mình ta, người ta ngựa ngựa đó, người ta ngựa bà đó, người ta bo xe cho rộng thì rộng ra cho sát con nhỏ té nhỏ xuống mương luôn. Cái xong rồi con nhỏ mới nhìn kỹ á, là cái chơi cái ông đó không chạy xe nha, mà là ghê cái chỗ này nè, cái ông đó không chạy xe nhưng ở trên lưng của ổng có một đứa bé. Mà cái quan trọng ở đây á là thí dụ đi, các bạn đi bộ, các bạn đi bộ nha, chứ không phải là chạy xe nha, mà các bạn có cổng, có để trên lưng một cái đứa bé á, thì các bạn vẫn phải bám hai cái chân nó như vậy đúng không? Còn đằng này cái ông này á, ổng chạy xe máy luôn, mà có nguyên một đứa bé nó ngồi trên lưng của, nó ngồi trên lưng của ổng mà không hề bám hay gì hết, đứa bé nó ngồi yên một chỗ vậy nè, đứa bé nó ngồi yên một chỗ mà hả, đứa bé nó nhìn rất là kiểu mà nhìn rất là bẩn, mà nó lại nhìn rất là tím tái nữa. Đi ngang qua, nó đi ngang qua, đồng lúc nó đi ngang qua thì cái con bé Trâm nó mới nhìn thấy cái đứa bé đó. Mà hả, nó để ý là cái ông đó, ổng kiểu như là ổng lưng ổng không hề gù luôn, có nghĩa là thí dụ mình để một cái vật nào đó, mặc dù nó là một đứa trẻ thì mình vẫn phải cái lưng mình vẫn phải như thế này như thế kia, mỏi chứ. Mà đáng lẽ nếu mà có đứa trẻ là mình phải vịn nó nữa, mình phải vịn nó nữa, mà nó té sao, hoặc là một tay mình để nó về một tay vịn. Ủa mà thí dụ cái xe máy nó có yên sao á, sao không để cho con nhỏ ngồi trên yên sao đi, sao tự nhiên cho nhỏ ngồi lên trên đầu vậy? Sao tự nhiên cho con nhỏ ngồi lên trên đầu vậy, đúng không mọi người? Thấy vô lý không? Vô lý vờ lờ luôn. Cái bắt đầu con nhỏ nó mới nhìn, con bé Trâm nó mới nhìn cái con bé đó, thì cái con bé nó quay qua nhìn con bé Trâm này nè. Con bé nó quay qua nhìn vậy nè. Nhiều chuyện hả mày? Kiểu vậy á. Mày đã biết quá nhiều rồi, coi chừng tao giết mày chết. Kiểu vậy đó mọi người. Nhiều chuyện hả mày? Đó, xong rồi bé Trâm sổ á, bé Trâm 3 giờ 4 cẳng, bé Trâm chạy về nhà luôn. Bây giờ nhìn phát biết liền, nhìn phát biết ngay dân chơi liền luôn. Dù không phải là dân chơi nhảy Vina Ham mà nhìn phát biết ma liền luôn mọi người. Cái xong rồi bé Trâm sợ quá, bé Trâm chạy về nhà luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo. Mình xin phép được đặt tên, mình xin phép được đặt tên của mình xin phép giấu tên nha. Cái câu chuyện tiếp theo là của một chị xin phép được giấu tên, thì mình xin phép được đặt là chị Liên đó. Thì cái chị Liên này á, thì cái chị Liên này á là một người rất là thích mua đồ si. Đồ si đó đây là gì? Đồ Sida. Đồ Sida còn có một cái tên gọi là đồ second hand. Đó, ví dụ như cái áo của Bảo là cái áo second hand nè mọi người. Tuy rằng là một cái áo second hand nhưng mà nó có giá. Nói chung là tùy thôi. Tại vì có khi mà Bảo mua những cái món second hand mà 39 ngàn, 20 ngàn, nhưng mà cái áo này kiểu như là dạng áo bóng chày, các bạn biết hả? Trời ơi đất ơi, áo bóng chày giá thiệt á cũng chịu mấy á mọi người, cũng mắc lắm á chứ không có giỡn đâu. Nhưng mà cái này Bảo chỉ mua 200 tới 250 thôi, mà kiểu mà nó vẫn còn rất là bền đó nữa. Thiệt sự là đồ si á có nhiều cái á các bạn mà biết lựa á, trời đất ơi, các bạn mặc vô mà các bạn sang mà nhìn nó rẻ, nó rẻ mà nhìn nó sang lắm, mặc vô không ai biết là mình mặc đồ Sida hết, không ai biết mà mình mặc đồ Sida, mà quan trọng của mình có đẹp hay không đó. Ví dụ như Bảo đẹp nè, Bảo mặc cái gì lên cũng đẹp hết, các bạn hiểu không? Thì cái chị Liên này cũng có một cái sở thích như Bảo là thích mua đồ si cho nó rẻ với lại nó đẹp nữa. Mình ráng lựa, mình ráng chu cái đít mình vô, xong mình chàng người này mình tạt, mình chu, mình ép người này, mình ép người kia để mình lựa đồ thì cũng sẽ đẹp. Thì cái ngày hôm đó là cái chỗ mà cái chị Liên này mua đồ sale á, má mua đồ sale mà dạng người mua nhầm đồ của người chết, nó sợ vờ lờ luôn mọi người. Cái xong mà cái chị Liên này mới tràn vô bên trong mua, tại vì cái đợt đó là kiểu như là do là người ta mua đồ Sida là thường là người ta mua ký, cho nên đó là nếu mà người ta không có xả hàng, kiểu mà người ta bán người ta thấy lời rồi, thường người ta sẽ xả hàng ra những cái áo khoảng 5 ngàn 10 ngàn này kia, các bạn hiểu không? Người ta xả hàng ra là để cái mục đích của người ta là để hả bớt áo tồn kho đi,
chứ thiệt sự là nhiều khi người ta lời lời mớ lời, cái đó bán cái đó lời lắm mọi người, bán cái đó mà biết cách bán là lời lắm. Cái xong rồi hả, thì cái đợt đó là giảm 5k một cái áo, 5k một cái áo, thì bắt đầu hả chị Liên chị chờ sáng chực chờ cho các bạn nghĩ hả là mua được sida nó dễ hả, cũng giành giật lắm đó. Các bạn biết Bảo đi mua cực lắm không? Bảo đi mua mà Bảo đổ máu luôn đó mọi người. Dành từng cái áo đó mọi người, đổ máu luôn. Có con bánh bèo đó, có một con bánh bèo nó đạp lên trên giày của Bảo luôn. Nghĩ là vẫn còn tức á mọi người. Cái xong rồi hả, bà dành giật bà mua cơm đủ, trời ơi, bà mua mấy bọc luôn. Mua 3-4 bọc gì đó, mua đem về nhà. Cái xong rồi bà thấy trời ơi, má mình mua đồ rẻ quá mà mình mua đống đồ này mình mặc tới già luôn. Thiệt sự, mua đống đồ này mặc tới già luôn. Chưa đâu mọi người. Cái bà Ly này bà còn kể hả, bà mua đồ xuyên có 30 ngàn à. Mà tới khi, tại vì đồ nhìn còn mới quá các bạn hiểu không, lựa những cái món ngon ngon á mà người ta bán đồ xuyên á. Trời ơi, bà, cái hôm bà thanh lý lại bà bán, bà mua có 30 mà bà thanh lý lại, bà thanh lý lại 250. Trời đất ơi, what the fuck. Trời đất ơi, 30 triệu mà một cái áo 5 ngàn, 10 ngàn, cái đầm khoảng 3 mấy ngàn, 4 mấy ngàn. Mà kiểu mà nó còn mới, còn có giá chịu không, thanh lý 250, trời đất ơi là trời. Tự nhiên chúng ta qua cái những cái bài toán kiếm tiền mọi người, chúng ta hay tập trung vào chuyện ma. Thì bà đem một đống đồ đó về, thì bà nội của cái bà Liên này mới tràn ra, gỡ đồ ra xem, tại vì á là đồ mặc á, tại kiểu như là phụ nữ con gái mà kiểu có thể mặc chung với nhau được mà, các bạn hiểu không? Cho nên là chàng ra coi là bà Liên bắt mua cái gì. Thì khi mà bà nội của bà Liên bóc phải một cái áo, bà nội không hiểu lý do gì mà khi mà bà nội của bà Liên bóc cái áo nó lên một cái là bà nội bà Liên hết hồn luôn. Bà nội bà Liên la lên: Liên, mày mua cái áo này là áo gì mà nó ghê quá vậy? Liên, cái áo này mày mua đâu? Sao mày lựa cái áo này ghê quá? Thì bắt đầu bà Liên mà mới để ý tới, thì cái áo đó là một cái áo của người Hoa, kiểu như là cái áo kiểu của người Hoa, các bạn hiểu không? Mà cái áo này là cái áo quan, mà ngày xưa thường thường đó là người Hoa mà kiểu mà mất á, thường thường là người ta sẽ mặc cái loại áo này. Khi mà mất á, người ta sẽ khi mà người nhà có người chết á, thường thường là người ta sẽ mặc cái loại áo này cho người đã mất, các bạn hiểu không? Đó. Thì cái áo đó là cái áo mà kiểu mà cổ kiểu mà cổ trang của người Hoa á các bạn. Thì xong rồi bà Liên bà mới thắc mắc là ủa có ai bỏ lộn trong cái bịch đồ của bà hay không. Tới cút cây cứng rồi nha mọi người. Bà Liên á bà mới thắc mắc là liệu có ai bỏ lộn cái áo đó vô. Bởi vì bà nhớ là bà không có, gọi là giống như là bà chọn cái áo đó, bà không có chọn áo đó luôn. Thì xong rồi bà mới cầm cái áo đó lên, thì mẹ bà nội của bà mới giải thích vậy. Cái xong rồi bà mới nghĩ trong đầu á, bà nội của bà là khuyên bà là mày đem cái áo này mày đi đốt đi, hoặc là mày đem cái này mày quay trở về nơi chốn cũ, đừng giữ cái áo này nữa, tao sợ đó. Nói vậy rồi mà bà Liên bà nghĩ là trời tiếc quá, thôi giờ mình hả lấy cái áo này mình cắt ra mình may đồ cho con chó của mình cũng được. Trời đất ơi, ta bó tay chấm cơm chấm vn luôn mọi người. Tại vì kiểu giống như là một con người mà tiết kiệm á, người ta sẽ tiết kiệm tới mức tối đa. Bạn thấy đi mua đồ second hand mấy bao như vậy đó, các bạn hiểu là tiết kiệm tới mỗi đào rồi. Mà bà suy nghĩ một cái là thôi thấy uổng quá, mặc dù cái áo này nó hơi rộng mà không được, cho nên là tính cắt ra rồi mai đồ cho con chó. Mà cái áo quan, mà cái áo quan thường mặc cho người chết đó, cái cắt ra mai đồ cho con chó. Trời ơi, mẹ motherfucker ghê mọi người, không biết dùng từ này diễn tả bả luôn. Cái xong là bả cứ kệ, bả cứ bả có rất là nhiều tủ, nhà bả có rất là nhiều tủ, các bạn hiểu không? Bởi vì á là đồ bà rất nhiều, bà mua đồ rất nhiều, bà săn đồ rất nhiều đó. Thế xong rồi bà mới máng cái áo đó, máng cái áo quan nó vô trong cái tủ ở nhà bà, một trong những cái tủ ở nhà bà. Thì tối ngày hôm đó bà đang ngủ, tối ngày hôm đó bà Liên bà đang ngủ, thì bà nghe có tiếng gõ cửa. Ôi da, trời đủ ôi, ôi da, xém chút nữa là bể họ rồi mọi người. Thấy bảo kể mà bảo sung quá, bể mẹ đi hỏi luôn á, đau quá. Vừa lắm, coconut pussy. Cái xong rồi á, thì á, tự nhiên bả nghe có tiếng gõ cửa. Mà cái tiếng gõ cửa này không phải là nó là cái tiếng gõ cửa phòng của bả, mà là nó là cái tiếng gõ cửa ở trong cái tủ đồ.
Trời đất ơi, nghe cái tiếng gõ cửa trong cái tủ đồ thì là gõ, là giống như là có ai ở bên trong cái tủ đồ gõ ra á nha mọi người, chứ không phải là đứng ở ngoài tủ mà gõ đâu. Cái xong rồi bà sợ quá, cứ 3 tiếng gõ xong rồi lại ngừng, xong rồi lại 3 tiếng gõ xong rồi lại ngừng. Cái lúc này á, cái bà Liên bà sợ quá rồi, bà tính chạy, bà tính bỏ chạy tại vì hả bà ở trong phòng có mình nè. Thì cái lúc này hả, khi mà bà cốt bà tính là bà bỏ chạy á, thì cái người của bà cứng đơ luôn, bà không thể nào mà di chuyển được luôn. Xong vậy là kiểu này giống như là bà điên lên luôn á mọi người, tự nhiên cứng đơ người giống như là bị hả bị ma đè á, không có di chuyển được. Cái bà nhúc, cố gắng nhúc chích quà luôn mà vẫn không được. Cái xong rồi hả, bắt đầu cái cửa tủ á, cái tủ nó mở cửa ra. Cái tủ đồ á nó tự mở cửa ra. Từ ở bên trong tủ đồ, má tôi kể nó ớn lạnh đó mọi người. Rồi kể mà kiểu mà kể mà giống như là ớn lạnh da gà, nổi da gà luôn á mọi người. Sợ ghê vậy đó. Cái xong rồi phải múa quạt cho nó đỡ sợ mọi người, múa quạt cho nó mát á mọi người. Cái hả, bà thấy có một người bước ra từ trong tủ, mà cái người đó mặc cái áo quàng đó, mặc nguyên một bộ áo quan đó, bước từ trong tủ, bước từ từ lại giường của bà Liên. Mà các bạn biết bà Liên nhìn người ta bước lại mà bất lực luôn. Bà Liên nhìn cái người mặc áo quan đó bước lại mà bất lực, không biết làm gì hết. Cứng đơ người rồi làm mẹ gì được nữa. Bị Rosen rồi, bị xịt keo rồi, mọi người bị xịt keo rồi, không có làm được gì hết trơn hết trọi đó. Cái bắt đầu cái người mà mặc áo quan đó leo lên trên giường, bò lên trên giường, sau đó đè lên trên bụng của bà Liên, đè lên trên bụng của bà Liên. Bắt đầu các bạn biết không, cái người đó đưa cái mặt sát vô vậy nè, xong rồi cái người đó bắt đầu nói tiếng Tàu, Molly hãy mơ. Cái này bảo chế nha mọi người. Cái gì nãy mà lên đi xa nãy là cổ ni ngồi lì hạ mơ, ngồi lì hạ mơ. Cái này là bạn bảo chỉ bảo, cái này là không phải là cái người, cái con ma nó nói mà bảo nói nha. Ngồi lì hạ mơ có nghĩa là mày thấy tao lợi hại không, mày thấy tao lợi hại không, mày thấy tao lợi hại không. Đó, ngồi lì hạ mơ, ngồi lì hạ mơ, ngồi lì hạ mơ. Cái gì nãy trên xin nà. Nó nói tiếng Hoa chứ bà mới biết mẹ gì đâu. Ê mà kiểu giống như là mình gặp ma nước ngoài á mọi người, nó nói mình không hiểu mình cũng không xa mọi người. Nó nói tiếng Trung cái rồi mình nói tiếng Việt chứ, nó mày nói cái gì vậy mày, vô văn quá tao bắn chích mẹ mày bây giờ. Kiểu mày không, nó nói tiếng Trung nhưng mà đâu biết mày đâu. Mày nói cái gì vậy mày, mày vô văn quá tao bắn chích mẹ mày bây giờ. Mày tao có súng với mày, giơ tay lên. Trời, hiểu như vậy, mình nói tiếng Việt nó nói tiếng Hoa đó, hiểu gì đâu. Trời, gặp ma nước ngoài cũng đỡ mọi người, đỡ giao tiếp á mọi người. Chứ nó nói mình hiểu là mình qua đời rồi. Chứ nó nói mình hiểu là mình qua đời, mình hiểu cái nội dung câu chuyện của nó là mình qua đời mẹ rồi đúng không. Cái xong rồi trời, cái bà Liên bà nghe con nó nói á, mà cái điều mà bà để ý nhất là cái miệng của con ma đó, nó hôi. Trời đất ơi, nó hôi, miệng nó hôi mà nó áp sát mặt vậy nè, kiểu như là khi mà còn still alive đó mọi người, cái không có đánh răng. Mà mấy cái đứa mà kiểu mà giống như là nó không chịu đánh răng á, mà cái miệng nó hôi á, thì nó rất là tự tin. Mỗi lần nó nói chuyện với người ta, nó còn đưa sát cái mặt nó vô trong cái mặt người ta không, mà mọi người mặc dù miệng nó rất là hôi. Thiệt sự là vậy, mấy cái đứa bị hôi miệng là nó hay vậy luôn. Bảo khẳng định luôn, mấy đứa hay hôi miệng hay vậy luôn. Mà mấy đứa bị hôi nách cũng hay vậy luôn, hay kiểu giống như là bị hôi nách mà rất là thích ưỡng vai vương người á. Hôi miệng thì thích áp sát vô mặt người ta nói chuyện, mà hôi nách thì thích ưỡng vai vươn người. Tao nói vậy đó, 3,500 đứa ở đây có đứa nào dính không, giơ tay điểm danh cái. Thôi giờ mình quay lại câu chuyện cho mọi người. Bảo không khẩu nghiệp nữa, dẹp qua 5 phút khẩu nghiệp. Sau đó bà thấy hôi quá, bà chịu hết nổi luôn, bà muốn nín thở luôn mọi người. Mà bà vừa nín thở, bà vừa niệm chú Đại Bi mọi người. Bà niệm tất cả các chú luôn, niệm hết. Niệm một hồi xong rồi khi đó thì bà mới bắt đầu bà niệm mà bà thấy lại con quỷ đó nó vẫn còn ở đó. Trời ơi bà tức. Cái xong rồi bà la lên, bà kêu nội ơi cứu con, nội ơi cứu. Kêu quá trời luôn, kêu nội không xuất hiện.
mà lát hồi hả kêu muốn gào thét tên nội trong đêm luôn. Lát hồi mới nghe tiếng nội đâu ra kêu gì vậy Liên, mày kêu gì vậy Liên, mày nói gì vậy Liên, mà không có kêu là bà Liên la cái gì, mà cứ bà Liên mà cứ nghe bà nội bà Liên nói là mày nói cái gì vậy, tao nghe không rõ, mày nói cái gì vậy, mày nói cái gì, quần áo gì, mày nói cái gì, quần áo gì. Mà nãy giờ bà Liên bà chỉ la kêu cứu thôi mà, tại sao bà cũng không hiểu, nhưng mà lúc đó bà sợ quá rồi. Cái xong rồi khi mà bà nghe được tiếng bà nội của bà thì bà chợt bình tĩnh dậy. Bà chợt giống như là gọi là quét cọp đó mọi người. Bà quét cọp có nghĩa là bà tỉnh dậy. Thì khi mà bà tỉnh dậy là bà phát hiện đó là bà đang nằm ở ngoài phòng thờ, chứ không phải là bả đang nằm ở trong phòng bả. Trời thấy ghê không? Mà trên người của bả đang mặc cái áo quan đó. Khi mà bả nghe tiếng bà nội của bả tỉnh dậy là bả thấy bả đang nằm ở ngoài phòng thờ nhà bả, là ngoài phòng khách á, nằm ở trên cái ghế bố vậy nè mọi người, mà trên người mặc cái áo quan. Trời ơi, trời mát, kể mà tao ớn da gà luôn á mọi người. Muốn quạt chút xíu cho nó mát nha mọi người. Đó, trời đất ơi, trời, bà đúng hết hồn luôn. Bà mặc nguyên cái áo quan đó trên người. Cái sau rồi hả, bà nội bà xuất hiện, bà kêu trời sao nửa đêm mày làm cái trò trống như vậy, mày làm cái trò khùng điên như vậy Liên, tự nhiên hả mày nằm đó xong mày nói cái gì mà nó sảng vậy. Cái bà Liên mới nói ủa con nói gì, con kêu ngoại cứu con mà ngoại không xuất hiện, ngoại không cứu con nữa. Cái sau rồi nó mày có kêu tao cứu mày đâu, mày cứ kêu là áo đẹp ha, mày mặc vô đẹp ha, áo đẹp ha, mày mặc vô đẹp ha. Mày cứ nói vậy, tao không biết mày nói gì luôn, tao sợ quá, tao đứng, tao núp ở ngay cái cánh cửa đây nãy giờ. Tự nhiên mày nói là áo đẹp ha, thấy áo tao đẹp không? Mày thấy áo tao đẹp không? Mày mặc áo tao mày thấy đẹp không? Mày mặc áo tao mày thấy đẹp không? Tự nhiên bà Liên mà nói vậy, à, có nghĩa là à, trong giấc mơ, kiểu à, là bà Liên bà kêu cứu, nhưng mà thiệt sự là bà nội của bà lại nghe những cái tiếng nói dịch lại như vậy. Có nghĩa là con ma trong giấc mơ là con ma nó nói như vậy. Không hiểu sao mà bà Liên có thể có cái khả năng Google dịch mà không, bà cũng không biết. Bởi vì khi mà con người của mình đã trở thành linh hồn rồi đó, thì con người của mình theo bà biết thì trở thành linh hồn thì có thể đi những nơi rất xa, và có thể hả, lúc đó là mình đã thành một cái linh hồn rồi đó, là mình bay bổng, là mình có thể hiểu được rất là nhiều thứ, mình có thể thấy được rất nhiều thứ nữa. Đó là theo những gì mà Bảo biết, Bảo đọc ở trên thế giới bí ẩn á mọi người, đọc tìm hiểu trên thế giới kỳ bí, rồi thế giới tâm linh, rồi con mắt âm dương này kia, Bảo tìm hiểu thì Bảo theo Bảo biết là vậy. Đó thì sau đó thì bà Liên mới nghe vậy, sau sáng ngày hôm sau á là bà đem đốt cái áo đó, xong bà dạy bà lại, bà lái giái quá trời luôn, bà giái bà kêu tha mạng cho bà. Nhưng mà hả, từ đó trở đi cứ lâu lâu bà mở tủ, bà vô tình bà mở tủ ra mà bà đi ra chỗ khác á, xa, bà nhìn về cái phía cái tủ đó là bà thấy có cặp mắt nhìn bà, cặp mắt trong cái tủ á. Ủa thằng Huy đâu rồi cả nhà? Thằng Huy nó đi làm đĩ cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp một cái câu chuyện tiếp theo của một bé. Xin phép được giấu tên. Thì cái câu chuyện là vậy. Bé nó kể là ngày trước đó, có một cái ngôi nhà hoang ở đằng kia. Thì cái ngôi nhà hoang đó là đã lâu rồi không có ai ở cả. Và có rất là nhiều lời đồn ở cái ngôi nhà hoang này. Thì á, có một bà tên là Khánh. Có một cô bà kia, bà tên là Khánh. Thì cái bà Khánh này á, bà đi ngang cái chỗ đó và bà phát hiện ra có cái ngôi nhà ở đó. Và bà biết là cái ngôi nhà đó là đã bỏ hoang rất là lâu rồi. Thì bà mới hả đi tới cái ngôi nhà đó để gọi giống như là gõ cửa coi có ai ở nhà không, hoặc là tìm cái cách nào đó để hả liên lạc với lại cái chủ nhà của ngôi nhà đó. Bởi vì cái bà Khánh này á là một người rất là giàu có, và bà muốn là giống như là mua một ngôi nhà giống như là cái ngôi nhà đó. Thì cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà mà theo đúng như ý bà, kiểu mà bề ngoài của nó theo đúng cái ý bà, để có thể bà có thể sinh sống trong ngôi nhà đó. Thì bà đứng trước cửa đó, bà kiếm cách bà mở cửa quá trời luôn mà
mà vẫn không vô được, không tìm được chủ nhà. Thì tự nhiên có một cái bà hàng xóm bà chạy ra, thì bà mới hỏi là ủa Khánh, ủa đâu, không phải, không biết tên chứ lộn, ủa em gái ơ kìa cô gái đâu con, cô gái đứng đó làm gì đây nè. Cái xong rồi cái cô gái kêu là cô gái muốn tìm hiểu, tìm một chút gọi là contact á, tìm một chút gọi là liên lạc với lại cái chủ nhà này, bởi vì cô gái muốn contact với chủ nhà này, bởi cô gái muốn buy cái house này để mua cái house này về để ở này kia. Thì cái bà chủ kêu là cô gái được ở ngôi nhà này, ngôi nhà này hả là ngôi nhà bị bỏ hoang, mà bị bỏ hoang rất là lâu rồi, người ta tới mướn hoặc là người ta tới mua là người ta cũng ở có một tháng, là cao nhất là 5 tháng là người ta đi à, chứ người ta không có thể nào mà ở đây lâu được, bởi vì ngôi nhà này đã bị quyền rũ rồi. Thì xong rồi kiểu như là bà khách nhà bà không tin, cái xong rồi bà biết cái bà hàng xóm nó nói vậy thôi, cô đi qua nhà tôi đi, tôi đi qua nhà tôi đi rồi hả, ngồi uống nước đi, tôi mời cô uống nước rồi xong rồi tôi sẽ kể cô cái câu chuyện của ngôi nhà này. Trời, hàng xóm tốt ghê mọi người, hàng xóm tốt dễ sợ luôn. Hàng xóm biết con nhà bị ma ám nhưng mà hả là thông cố gắng để thông báo cho cái cô gứa đó, cho cái cô gứa đó biết, để cái cô gứa đó giảng như là để cái cô gứa đó tránh xa được. Nhưng mà rốt cuộc là cuối chuyện là cô gái đó vẫn cố gắng để mua cái ngôi nhà đó, mọi người hiểu không? Cô gái đó vẫn tiếp tục để gọi là giống như là cố gắng để mua cái ngôi nhà đó. Thì xong rồi đó là bà khi mà qua nhà cái bà hàng xóm đó, thì bà hàng xóm đó mới kể cho bà Khánh nghe là ngày trước á, ở đây á là có hả một cặp vợ chồng, nhưng mà cái cặp vợ chồng này á là cái cặp vợ chồng bị ép cưới, có nghĩa là hai cái người này hoàn toàn không thích nhau, nhưng mà gia đình hai bên ép cưới. Thì cái ông chồng hoàng đâu có thích cái bà vợ đâu, thì hả là cái ông chồng là cứ lấy bà này về xong rồi rất là bực bội, không hiểu lý do tại sao mà ông này rất là bực bội. Cái xong là ông này hả ngày nào hả cũng hả đi khuya về xong rồi nhậu nhẹt này kia, nói chung là ổng bê tha lắm, ổng rất là bê tha, ổng rất là quậy luôn, ổng đem gái về nhà ngủ luôn, rồi nói chung là ổng làm lum lá, ổng quậy như là cái nồi cháo heo vậy đó. Cái xong rồi cái một ngày kia cái bà vợ chịu không nổi, bà vợ mới quyết định nói với ổng kiểu như là đứng nói, kiểu như là bây giờ là tụi mình là vợ chồng rồi, thì tụi mình hả dù không có muốn hay gì tụi mình vẫn phải cố gắng ở với nhau thôi vì gia đình. Nói để kiếm được một cái lý lẽ nào đó để kiểu như là giữ thể diện lại cho mình đó. Chứ mặc dù là mình không thích cái thằng cha đó, nhưng mà dù gì mình cũng đã lấy nó làm chồng rồi, giờ nó đi chơi gái mà nó đem gái về nhà chơi nữa chứ trời đất ơi. Người ta sẽ nói này nói nọ mình, người ngoài người ta sẽ nói này nói nọ, thì bà mới nói vậy. Thì sau đó thì cái ông đó ông quýnh bà quá trời luôn, kiểu như là ông đâu muốn lấy bà đâu mọi người. Cái xong rồi ông quýnh bà xong rồi ông thấy hả dạ quá. Cái xong rồi từ đó về sau ông bị tự kiếm thị á, ông bị tự sướng á, cái ông quýnh bà hoài luôn. Cái xong rồi từ đó về sau cái sở thích của ông là quýnh bà luôn, đi làm về chỉ ước mong đi làm về thật nhanh để quýnh bà thôi. Trời, ước mong đi làm về thật nhanh để quýnh bà thôi, để thay vì người ta ước mong về thật nhanh để người ta dễ vợ con ta ăn cơm uống nước ha, hoặc là người ta về ta chơi game rồi ta đấu kiếm với nhau các kiểu. Không, ước mơ về để quýnh vợ, cái ngày nào cũng quýnh hết trơn, quýnh quá trời quýnh. Mà cái bà này kiểu như là bà không biết nói gì nữa. Trời, nếu mà bị ép hôn như vậy rồi, các bạn biết hả, là người phụ nữ mà bị ép hôn để cưới á, thường thường là người phụ nữ đó là không có tiếng nói luôn, là người phụ nữ đó là một dạng người phụ nữ rất là phụ nữ, là nghe theo gia đình hết á, không có thể nào làm gì được á, là một dạng người phụ nữ yếu đuối trong cái sự yếu đuối luôn á. Cho nên là tất nhiên là cái người phụ nữ đó nhịn rồi. Với lại trời ơi, đàn bà làm sao mà phụ nữ đàn bà làm sao mà khỏe mà có thể quất quật lại đàn ông, rất là khó. Cho nên là bả cứ bị ông này quýnh hoài cho tới một ngày đó hả, ông này quýnh bả. Mà quýnh bả là sao, bình thường quýnh bả còn ngồi dậy được nha, cái ngày hôm đó quýnh bả cái bả nằm luôn. Cái ngày hôm đó quýnh bả là cái bả nằm luôn. Cái xong rồi ông ấy lấy cây á, cái cây mà ổng hay đập bả, má ổng đập đầu bả không mà mọi người, má đầu thờ cha thờ mẹ, ba ổng đập bả mà ổng đập đầu bả không mà, ba ổng khều khều vậy nè, thấy ba ổng đồng đẩy ổng kéo mà kéo bả qua thì thấy bả trợn mắt lên luôn mọi người, mà rờ lên mũi lên miệng bả thì không thấy hơi khí gì đâu á, nghĩa là bả tắt thở bả chết rồi. Cái xong rồi ổng thì ổng sợ quá, ổng sợ ổng đi tù rồi, ổng sợ bị này bị kia. Cái xong rồi ổng đi vô trong bếp á, ổng lấy dao ổng rạch cổ tự tử. Sợ ở tù xong đi tự tử. Sợ ở tù xong đi tự tử. Cũng biết. Cái xong rồi hả, thì bắt đầu cái người nhà mới gọi giống như là gần hàng xóm láng giềng gần đó thì ai cũng biết á,
để cặp lông mày của anh Bảo không xuất sắc lắm. Trời ơi, cặp lông mày là lông mày tự nhiên nha em, anh còn phải cạo bớt đó nha em, không hề vẽ, không hề gì luôn nè. Nè nha, không hề vẽ hay là gì luôn nha. Cái này là chân mày, là chân mày, chân mày tướng nha, chân mày tướng lĩnh rồi, thống lĩnh rồi, tướng phái đồ nha. Nè, không hề vẽ cái gì đâu nha mọi người nha. Trời đất ơi, chân mày tự nhiên natural đó, còn phải cạo bớt đó mọi người, mọc như là chùm lông vậy đó. Cái xong rồi cái ai hàng xóm nó cũng biết là cái bà đó bị hành hạ vậy đó, nhưng mà chuyện là chuyện gia đình của người ta, hàng xóm là không thể nào mà xen vào được. Các bạn hiểu không? Người ta xen vào thì người ta mỗi người góp miếng dầu cho bà sức thôi, chứ người ta không có thể làm gì được. Bây giờ đó là vợ của ông đó, vợ thì ông muốn làm gì làm. Rồi đó là chồng của bà muốn làm gì làm. Đó là việc của gia đình người ta. Với lại hả là dù là văn hóa mình có nhiều chuyện thiệt, nhưng mà hả rất hiếm khi mà gọi là như là để tương trợ mà kiểu mà nó ra mặt hết, các bạn hiểu không? Thì dạo đó thì người ta mới thấy là không có ai bước ra từ trong cái ngôi nhà đó nữa, thì người ta mới nghĩ là chắc là bà Liên mới bị ông đó nhốt. Cái xong mọi người sợ vậy, mọi người mới phá cửa ra, phá cửa vô. Mọi người mới phá cửa ra để mọi người đi vô. Thì khi mà mọi người đi vô thì mọi người thấy hôi, trời nó hôi kinh khủng luôn. Hôi quá trời hôi luôn, bởi vì xác để trong nhà mấy ngày rồi thì bắt đầu bù rùi, bu dán rồi, ôi ghê lắm. Cái xong người ta phát hiện là có hai cái xác, một cái xác nằm ở ngoài phòng khách và một cái xác nằm ở ngoài nhà bếp. Cái xác phòng nằm ở ngoài phòng khách á, cái xác á nằm ở ngoài phòng khách á là bà vợ, còn cái xác nằm ở ngoài phòng bếp á là ông chồng. Thì cái lúc này đó là người ta mới gọi là giống như là đi kêu công an tới này kia. Thì người ta mới kêu công an tới này kia rồi hả, để đem cái xác đó đi. Thì hả, từ khi mà nói chung là người ta thanh lý á, người ta thanh lý mấy cái xác đó xong thì mấy cái bắt đầu mới cho thuê nhà. Thì bắt đầu người nhà của hai cái đứa đó mới lấy cái nhà đó cho thuê. Thì cho thuê xong hả là không có ai mà ở qua một tháng hết. Người ở lâu nhất là 5 tháng, mà cái người ở 5 tháng đó là người hay đi công tác rồi hay đi đâu đó, mọi người hiểu không? Nó đi công tác khoảng 4 tháng, nó về nhà nó ở 1 tháng á, xong rồi nó đi. Hả, hiểu không? Nó đi công tác 4 tháng, xong rồi 1 tháng nó ở nhà đó, xong rồi nó đi. Đó là người ta ở 5 tháng. Cái xong rồi bắt đầu người nhà mới hả gọi là kêu thầy bà lên để xem con cái nhỏ nhà bị gì. Thì ông thầy ông nói là lúc trước á, này là nó đúng oan nghiệt luôn, mọi người nghe này nó oan nghiệt lắm. Lúc trước khi còn sống á là cái ông chồng quýnh bà vợ dữ lắm, nhưng mà bây giờ chết rồi á là bà vợ hay bà vợ chết ông chồng chết theo á. Bây giờ hai người làm linh hồn rồi thì ngày nào ông chồng cũng quýnh bà vợ hết, mà quýnh còn ác hơn nữa. Bây giờ làm hồn ma rồi cho nó mạnh hơn, nó quýnh ác hơn. Có nghĩa là chết rồi vẫn không tha cho nhỏ, là chết rồi mà vẫn nắm đầu nhỏ quýnh, là hai đứa cùng chết xong rồi hai đứa làm hồn ma, rồi ông chồng vẫn tiếp tục cái hả gọi là cái sở thích là quýnh bà vợ. Trời ơi, tao nghe mà tao tức dễ sợ luôn tụi bay. Tao nghe mà tao tức á. Cái xong rồi bắt đầu từ đó thì cái ngôi nhà đó là bỏ hoang luôn. Thì cái bà này bà mới nói là bà không tin, bà muốn ở cái ngôi nhà này thử. Mà cái ngôi nhà bị niêm phong rồi. Cái xong rồi hả, bà nhất quyết là cái bà Khánh nhất quyết muốn mua ngôi nhà này, muốn ở ngôi nhà này thử. Thì bây giờ bà thay vì bà mua thì bà cho bà mướn một tháng đi. Dù gì mấy người kia cũng ở một tháng người ta đi. Cái xong rồi hả mới cho bà cái bà thật sớm mới cho bà cái contact của cái hả gia đình của cái gia đình của cái nhà đó. Thì bắt đầu mới hả xin vô ở xin vô trong cái nhà đó ở, rồi xong rồi ông thấy thử coi có ma gì không để mua nhà. Cái ngày đầu tiên mà cái bà Khánh bà ở đó, thì cái đêm đó bà đang nằm ngủ thì bà bị khều. Bà khều cái bà quay qua thì bà thấy nguyên một người phụ nữ. Thì cái người phụ nữ đó là bà vợ của cái ngôi nhà đó. Thì khi bà Khánh bà thấy vậy, cái xong bà sợ quá bà chạy. Thì thấy cái người phụ nữ đó đầu tóc bù xù mặt đồ trắng nằm nhìn bà vậy nè, cứ cố gắng đuổi bà đi không à. Cái xong rồi bà mới bỏ bà chạy. Bà chạy xong bà chạy về nhà bà gặp ma, xong bà chạy về nhà bà.
cái xong thiệt sự là các bạn biết hay là cái bà vợ bà hiện ra không phải là bà hù, không phải là bà hù cái bà Khánh này để cho cái bà Khánh này sợ hay gì hết, để bà vui hay gì hết. Cái bà vợ mà cái bà vợ bà muốn là đuổi cái bà Khánh này, bởi vì hả bà vợ không có muốn là cái ông chồng của bà xuất hiện. Nếu mà cái ông chồng của bà xuất hiện là cái hồn ma của ông chồng bà, nó hồn ma quỷ dữ các bạn hiểu không, là ông chồng của bà có thể hả xử cái bà Khánh này. Cho nên là bà thấy bà này tội á, cho nên bà vợ bà chết rồi đó, bà thấy bà này tội, bà là hồn ma, cho nên bà hù, cố gắng hù cho cái bà Khánh này bà bỏ đi chứ đừng có ở đây, không thôi mất công là ông chồng của bà này kia. Cái xong rồi hả bà Khánh này sáng ngày hôm sau bà Khánh những kiểu như là nghĩ trong đầu là ủa dù gì cũng hồn ma, người đã chết rồi mà mình sợ thì mình sợ người sống chứ mắc gì mình sợ người chết đúng không. Cái xong rồi hả thì cũng chỉ là một hồn ma thôi, mắc gì sợ. Vẫn tiếp tục buổi tối, tối hôm sau quay trở lại ngủ. Thì cái tối hôm sau thì cái bà vợ ma trong cái ngôi nhà đó, bà vẫn cố gắng hù cái bà này để bỏ chạy đi. Bỏ chạy đi kêu bỏ chạy kiểu như là hù, cố gắng hù nhát bà này để bà bỏ chạy. Nhưng mà kỳ này bà không bỏ chạy mọi người. Bà nhìn thấy bà vợ đúng không, bà quay qua cái bà Khánh, bà nhìn thấy bà vợ, bà quay qua xong bà quay lại, bà ngủ tiếp. Bà kêu là tôi không sợ đâu, mấy người là ma, mấy người là hồn ma rồi, mấy người đâu đụng được tôi đâu mà tôi sợ. Trời đất ơi má, nó làm như là nó trải nghiệm vậy đó. Nó trải nghiệm vậy đó mọi người, tức ghê không. Cái xong rồi hả kỳ này á, là có người khều bà Khánh. Mà khều dữ lắm, khều mạnh lắm, khều muốn đẩy cái gì nè. Cái xong rồi bà Khánh bà quay qua bà tưởng là cái hồn ma nữ đó nữa các bạn hiểu không, nhưng mà không mọi người. Bà quay qua bà thấy nguyên một cái mặt của một người đàn ông đưa vô mặt bà vậy nè. Mà trên cổ của người đàn ông nó nguyên một cái vết cắt luôn, máu còn vẫn còn đang tuôn ra. Tại vì cái lúc mà cái ông chồng đó ông tự tử là ông cầm dao cắt cổ mà, cho nên máu á nó tuôn ra mọi người, ghê lắm. Cái xong rồi ông nhìn bà Khánh vậy nè. Ông nhìn ông trợn mắt ra, ông không nói gì hết. Xong rồi cái bà Khánh bà mới thấy á, là cái ông đó ông lấy cây ông đập bà. Tại vì lúc mà ổng còn sống ổng đánh vợ ổng sao thì ổng đánh bà vậy á. Trời ơi, cái ông đó ông lấy cái cây ổng đập bà quá trời luôn, đập cái bà Khánh á, đập quá trời đập luôn. Cái xong đập mà tới nỗi mà đập mà bà Khánh mà ngất xỉu luôn mọi người. Bị ma đập mà ngất xỉu luôn, nó không có cho ở ngôi nhà đó đâu. Nó không cho ở rồi, niêm phong rồi còn lì nữa. Lì ráng chịu cưng. Lì quá rồi ai chơi lại mình. Không ai chơi lại mình hết. Chỉ có một mình chơi mình thôi chứ không ai chơi lại mình hết. Cái kiểu đó không một ai chơi, không một ai dám chơi lại mình hết cái kiểu đó. Trời ơi, đánh xong cái bà ngất xỉu luôn. Cái sáng ngày hôm sau cái bắt đầu hả cái bà hàng xóm bà thấy trời, tự nhiên cửa mở tan quang cửa nhà đó, cửa mở tan quang. Cái xong mà bà hàng xóm mới đi vô coi trời, bà cũng ghen ghê. Bà đi vô, tại vì buổi sáng là bà đâu sợ ma đâu mọi người, bà đi vô để bà xem coi là cái bà Khánh sao rồi. Thì đi vô á, thấy bà Khánh bà nằm ở trên giường á mọi người, trời đất ơi, mặt trên người á toàn vết thương không. Cái xong rồi bà Khánh kêu bà Khánh dậy á, cái kéo bà Khánh qua nhà bà hàng xóm. Thì bà hàng xóm mới sức dầu cho cái bà đó. Thì mà mới nói cái ngày hôm cái vết á thì nó như cái vết ma cắn gì đó, chứ không phải là nó như vết thương thiệt. Nó cứ chởm tím rịm đụm buồn á mọi người, cứ tím như là mình bị hít kỳ á, giống như là mình bị ai đó hít kỳ mình á, nút người mình á, giống vậy á. Cái xong rồi hả cái bà Khánh bà mới kể lại cái chuyện ngày hôm qua cho cái bà hàng xóm nó nghe. Thì bà hàng xóm nó trời, tôi nói mà, ai kêu chị thích trải nghiệm chi, ai kêu chị hả ngựa chi, người ta nói nghe đi không nghe thôi, đáng chịu chứ trời, thì giờ kể nghe chi nữa, tôi cười vô trong mặt. Thằng Huy xuất hiện rồi kìa. Trời đất ơi, có đứa nó nói hả là không có thằng Huy, giống như là bị mất cặp vú kìa, vô trả lại cặp vú cho nó đi. Nó cười vậy á. Nó không có bật thông báo, em đâu bật thông báo bay của tôi. Em hiểu không? Đó là chuyện nó kết thúc từ đó đó mọi người ơi, đó mọi người cả nhà yêu. Bây giờ mình sẽ kể một cái câu chuyện của chị Bảo ngày hôm qua mới gặp. Bà chị này, bà chị em kết nghĩa mọi người. Mà cái xóm của bà nó ngộ lắm. Cái xóm bà ngộ lắm. Bảo kể cho mọi người nghe. Cái chuyện này là mình mà chị mình kể rồi, mình cũng gọi là giống như là được chị kể lại và mình cũng đã chứng kiến nữa. Chị như vậy, ngày hôm qua bà chị của Bảo á, sau khi mà bà đi chơi về á thì bà nằm ở trong phòng, thì tự nhiên đó là buổi tối đó bà đang ngủ, bà ngủ vậy á, thì tự nhiên có người mà bà thấy, cái người bà thấy như là
không phải là bà thấy, nhưng mà vô tình bà đang ngủ nửa chừng cái bà mở mắt ra. Mà ít khi nào mà bà ngủ á, mà bà bị thức dậy lúc nửa đêm, thức nửa chừng thức dậy lắm. Bà ngủ là bà ngủ luôn một mạch à. Giống Bảo này, bà ngủ luôn, trời có sạch cho bà vẫn ngủ mọi người. Mọi người biết không, có cái đợt á mà bà ngủ trên lầu á, trên cái gác á, mà bà lăn qua lăn lại, bà lăn qua lăn lại mà bà rớt xuống dưới lầu luôn, mà bà vẫn ngủ tiếp mọi người. Người bà máu không à. Rồi tự nhiên cả nhà đêm đó đang ngủ, tự nhiên nghe một cái âm. Trong giấc mơ Bảo cũng nằm mơ luôn. Bảo nằm mơ là Bảo thấy một hiện tượng lạ. Bảo thấy là Bảo đang ngủ ở Fountain Play, cái xong rồi tự nhiên Bảo bị té, Bảo rớt xuống. Bảo thấy là Bảo đang rớt cái người Bảo xuống luôn nè. Nhưng mà Bảo không có cảm giác mẹ gì hết đó mọi người. Bảo không tỉnh dậy luôn. Rồi Bảo thấy một hiện tượng lạ, Bảo đang đứng ở Fountain Play mà Bảo bị rớt xuống dưới. Đó. Cái xong rồi hả, cái mọi người biết sao không, cái hả, bảo thấy có một người mang cái dòng thánh, cái búa Vina hay. Cái lúc này là bảo đang chế, cái lúc này là Bảo chế cái khúc kia là thiệt nha, cái khúc mà mới vừa búa Vina hay là Bảo chế cho mọi người vui băng miếng á, cười mọi người cười vui quá. Cái xong rồi á, sáng mai Bảo tỉnh dậy mọi người, cái Bảo thấy là Bảo tỉnh dậy xong cái Bảo thấy là ủa con có vợ nha, đang kể chuyện ma mà vô gõ cửa. Muốn đái trong quần luôn á. Thế xong rồi mọi cái xong rồi á, cái Bảo tỉnh dậy cái Bảo thấy người Bảo nó đau lắm mọi người. Cái hả, Bảo rờ khắp người luôn. Bảo thấy Bảo đau, Bảo giơ tay vô chân, thấy tay chân Bảo chạy hết trơn. Cái Bảo tỉnh dậy Bảo thấy là ủa, tới giờ đi học chưa ba mẹ. Cái ba mẹ Bảo kêu mày ngủ đi, hôm nay mày không phải được đi học. Nó ủa vui vậy, thì vậy hả, con ngủ nha, ngủ nữa mọi người, trời không được đi học thích lắm. Bây giờ mình nghe vậy xong mình phải ngủ liền không thôi, tự nhiên mình đang thức cái tự nhiên bắt mình đi học nữa làm sao mọi người, lúc nhỏ nó không có thích đi học đó là vậy á. Kiểu mình bảo muốn giới thiệu mọi người cái ngủ bất chấp đúng không, thì bà đang ngủ vậy tự nhiên bà tỉnh dậy, cái hả, bà thấy có nguyên một người ngồi trên bụng bả, mà hai tay của người đó đang cầm, bả ngủ vậy bả để hai tay vậy đúng không, hai tay của người đó đang để đè lên trên hai tay của bả, mà sụ mặt vậy nè, không thấy mặt. Cái bà chị bảo sợ quá, bà chị bảo không biết nói gì luôn, lúc đó cũng không biết niệm Phật luôn. Cái sau rồi cứ khoảng độ chừng 10 giây bị vậy, cái bà chị bảo mới niệm chú Đại Bi rồi kinh Địa Tạng rồi lâm lá hết trơn, niệm Nam Mô Di Đà Phật cứu độ cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn. Hôm qua mới bị luôn mọi người, hôm qua mới bị, hôm nay mới mua giấy tiền nhận bạc chứ quần áo đốt cho người ta. Cái xong rồi đó là sau khi mà như vậy xong á, thì bà chị của bảo bà hết bị đè, nhưng mà bà chị của bảo nghe ở ngoài cửa sổ á, nghe ở ngoài phía cửa sổ á là cái giọng nói của một người nào đó không biết. Cái người đó mới nói là tôi lạnh quá à, tôi không có quần áo tôi mặc, tôi lạnh quá à, không có quần áo tôi mặc, đốt quần áo xuống cho tôi đi. Tôi lạnh quá. Cái xong bà chị mới kêu là được rồi, có gì người xin người khúc mày khúc mặt, đừng có hù con nữa, ngày mai con sẽ hứa, tôi hứa là tôi sẽ hả mua quần áo để đốt cho người khúc mày khúc mặt. Cái xong này bà mới nhớ, bà đi mua giấy tiền nhà bạn mua quần áo đốt cho người ta. Cái xong là bà chị của bà mới kêu là trời, có khi nào hả là người ta thấy mày quần áo nhiều quá cái xong rồi người ta tới người ta xin hôn. Mà thiệt, chị bảo quần áo nhiều lắm mọi người. Chui vô trong phòng bả là các bạn chỉ thấy quần áo thôi, các bạn ơi, không thấy cái gì hết. Bả rất là thích mua quần áo cho nên là chui vô trong đó là các bạn biết, là các bạn tưởng các bạn vô trong một cái xưởng may á mọi người. các bạn tưởng là các bạn vô trong một cái xưởng đồ luôn á, chứ không phải là một cái phòng của một cô gái để ngủ đâu.
Nhưng mà cái chỗ xóm bà buổi trước bà nói với Bảo á, Bảo mới để ý. Có nghĩa là cái xóm của bà rất là kỳ lạ. Tại sao trong xóm của bà có rất là nhiều người bị điên? Lạ là vậy. Rất nhiều người bị điên luôn, 3, 4 người, 5 người gì đó. Không biết là cái đất ở đó là bị gì nha. Là kiểu giống như là cái đất ở đó nó có vấn đề gì. Nhưng mà trong một trong những cái nhà đó là sẽ có những cái nhà ở trong cái khu đó là sẽ tự nhiên động, cái tự nhiên có một số người bắt đầu người ta tới một cái tuổi nào đó, cái tự nhiên người ta bị điên luôn. Cái người ta đi vòng vòng trong xóm vậy đó. Các bạn tưởng tượng đi, đêm đêm khuya mà đi vòng vòng trong xóm mà năm người, khoảng 5-6 người, bốn ba, có khi ba, có khi 3-4 người đi một cách dứt dưỡng vậy, bị không bị điên á, bị một cách dứt dưỡng đi ngoài đường lang thang vậy, không nói không rằng gì hết mà đi im lặng. Các bạn sợ không? Được tưởng tượng ra chưa? Các bạn tưởng tượng ra chưa? Đi vậy đó mà hình như không ai để ý hết, không ai để ý cái câu chuyện đó, tại sao nó lại như vậy hết. Nó là một cái nơi có thiệt luôn á, nhưng mà bảo không có muốn nói ra tại vì không mắc cược mắc công ảnh hưởng những cái người đó. Bạn nghĩ ngồi trong nhà mà ngồi trên ghế mà nhìn ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa, lâu lâu mình đi ngang ra thấy cái người đó nhìn ra ngoài cửa, nhìn trong một cái sự vô định, nhìn trong một cái sự vô định mà không biết người ta nhìn cái gì. Người ta nhìn vào một góc, người ta từ trong nhà người ta ngồi, người ta nhìn ra ngoài đường, người bị điên á, người ta nhìn ra ngoài đường, nhìn vô một góc mà không biết người ta nhìn cái gì. Đêm rồi bắt đầu kéo đi vòng vậy. Rồi ok, hôm nay câu chuyện của chúng ta hôm nay tới đây là đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết livestream này. Nếu mà các bạn thích livestream này của Bảo thì đừng quên nhấn subscribe và ủng hộ channel của Bảo. Và các bạn có thể canh vào lúc 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Canh vào lúc 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần để nhận thông báo livestream. Và các bạn nhớ là Bảo sẽ kể trên page. Cho nên các bạn hãy vào page của Bảo và nhấn follow page cũng như là thích page và nhấn để thêm nhận thông báo để khi mà Bảo livestream hay gì là các bạn có thể nhận được thông báo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.